Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những món mà mình review với lại chưa review. Nhưng mà trong đây là có vài món, còn mấy món còn lại mình không có lấy. Đây, có những món mình chưa review, có những món mình review rồi. Nhưng các bạn có thể thấy cái xuống và cái xuống và Rubik mình quay rồi, Rubik 44 mình có sửa lại rồi. Và Pokemon mình chưa quay Lego Minecraft của mình và mấy cái xe mà mình ráp rồi những cái chiếc xe luôn nha mà. Là mình sẽ cho bạn xem mấy cái mình chưa quay. Đây là cái xe cái này nó dễ rụng lắm. Đây là cái xe hồi lúc mình làm nè. Hai cái này là hai cái giống như gọi là cái cánh đi, cái kiếm để hai bên để đi rồi cắt á. Rồi ở đây bạn có thể thấy hai cái bánh xe, một cái bánh xe bự và một cái bánh xe nhỏ. Đây bên đây cũng vậy nè. Và đây là cái súng, còn đây là cái súng của cái này không phải cái này. Đây mình đã gắn vô đó cái súng này. Đó, mình thấy nó có bắn rất nhanh nha các bạn. Có thể thấy nó bắn rất nhanh. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái xe này. Đây là lá cờ Việt Nam mình có, mình gắn cho nó đẹp. Và mình nước Việt Nam cho nên mình gắn lá cờ Việt Nam. Và đây là con chim, con chim có thể bay được, con chim. Và đây là cái súng sáu nòng, súng liên thanh. Và đây là một cái súng cầm tay và những cái đạn phụ cho súng sáu nòng. Và đằng sau đây là cái đồ để xoay súng sáu nòng. Mình sẽ cho bạn xem nha, mình tháo này xuống cho nó dễ. Không được, tháo xuống là không bị tùm lum luôn. Đây và mình sẽ bắn nha. Đây và các bạn có thể thấy nó đã bắn hết đạn rồi, nó bắn rất là nhanh. Các bạn có thể thấy video mà mình tua chặn nó bắn khá mạnh. Đây và đây là cách để nó bắn, chúng ta sẽ xoay cái này đó. Nè các bạn nhìn, các bạn có thấy không, thấy cái thanh chuốt nhỏ không?
cái viên đạn này vô thì nó sẽ tạo ra một lực đẩy. Mình có thể nhìn thấy nhìn đánh không, tức là có gắn luôn đây, mình đã gắn rồi. Nếu bạn nhìn cái chốt nổi nha, là mình sẽ đẩy nó vậy, nó sẽ đẩy cản vào cái nhỏ chỗ này của cái viên đạn. Bạn thấy không, cái viên đạn này rất là nhanh, mình không thấy gì luôn. Như vậy mình đã review được hai chiếc xe, mình sẽ cho những viên đạn này vào. Nhưng mà tiếp tục sẽ là bên phần Maker Gas. Các bạn thấy không, đây là con gas nè, còn đây là con nhện. Con nhện này, đây con nhện đây mình gas vì nhà mình gần như đây một phần thôi cho nên có gì mình làm á. Và đây là cái đe, còn đây là cái cúp sắt, một cái cúp đá này, cúp sắt. Còn đây là kiếm sắt, đây là cúp sắt và kiếm vàng, cúp vàng và kiếm vàng mới đúng. Và mọi người thấy đây là khối lúc đi block và những chiếc xe. Bạn có thấy không, cái này mình tự ráp nha. Đây là vòi phun nước không thể di chuyển được, tay luôn. Ở đây cái máy bay trực thăng nha các bạn, nó có thật có cánh này, cánh này đằng sau và cái đồ đứng vững, cái đèn đằng trước. Ở đây máy bay phản lực có một cái cánh mặt đằng trước và hai cái cánh dài đằng sau và một cái cánh ngắn đằng sau, và Rubik 4x4 mà mình chưa có quay. Đây mình đã sửa là được rồi. Các bạn nhìn thấy đây là cái thủng nhất và trên cái súng nữa. Con zipper điện bạn thấy không, cầm rất nặng tay. Rồi mình, đây là cái kiếm tào lao, cái kiếm này nó bị lai từ cánh cổng địa ngục của Remender và lửa và vàng, các bạn thấy lạ không? Và đây là Pokemon màu xanh và màu con Pokemon đỏ, bên đây cũng là đỏ, đỏ hết luôn. Đây là màu chúng Pokemon màu đỏ đây. Và nếu mà các bạn thấy kênh mình hay, các bạn hãy cho anh một like, đăng ký cũng như nhấn chuông, và các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người biết nhé các bạn. Và các bạn hãy cũng nhớ ủng hộ kênh mình để mình có nhiều động lực để ra kênh mới, để ra video mới nha các bạn. Bye bạn.